Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì nhiệm vụ của game này nó khá là dễ nha các bạn. Thì các bạn chỉ cần tái sinh một lần là các bạn sẽ nhận được cái vật phẩm này nhá. Nhưng mà có điều thì game này nó hơi lag nha các bạn. Nếu mà bạn nào thật sự thích cái này thì các bạn vào lấy nhá. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký, nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.